nơi đây chỉ là sỏi đá. Từ hoang sơ người Việt khao khát sống vươn lên, rồi từ tối tăm ta đi tìm một ngọn lửa sáng, ngọn lửa sáng ước vọng bàn tay với xa hơn mặt trời. Và ngày nay khi nơi đây đã nhiều người thay, rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn màu, để ta xứng danh những con người của đỉnh cao mới, làm cuộc sống văn minh đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam. Yeah, where?